Hello, chào anh em nhá. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ăn thử cái mì Tteokbokki Hàn Quốc anh em ơi. Thật ra thì mình tính là sẽ qua tiệm ăn, sau đó thì tranh thủ quay vlog cho anh em, nhưng mà thôi. Thì thời gian không có nhiều, mình đặt mì Tteokbokki về nhà. Và anh em ơi, đây, mở ra cho anh em coi. Thì cái mì Tteokbokki Hàn Quốc của chúng ta, nó sẽ có trứng này. Rồi nha, ở đây chúng ta còn có đó là Tteokbokki. Và đây sẽ là mì nha anh em ơi. Ôi, phải nói là trông sợi mì rất là ngon luôn. À, chúng ta còn có kim chi. Ok mọi người. Cái này là bò viên này. Rồi để mình coi nào. Cái này là cái gì đấy? À, nó giống như kiểu là chả anh em ạ. Chắc thế. Rồi nha, là miếng kim chi này. Ai, khá là ngon anh em. Nói chung là ăn cũng dễ ăn đấy. Nhưng mà nó hơi cay. Thử ăn mì xem nào. Uầy, nghe bảo là khẩu vị bên này cay phết anh em ạ. Thử xem. Uầy, ui dồi ôi. Ui dồi, cay anh em ạ. Cay phết. Rồi nha anh em, ở đây là trứng à? Vãi, trứng sống à? Uầy, vãi. Thế này sao ăn anh em? Chết. À, chào mọi người nhá. Thế như là bên Hàn Quốc này thì khẩu vị của người ta là ăn cay hay sao ấy. Ở nhà cô mình thì ăn toàn là bằng cái đũa kim loại thôi anh em ấy. Hình như là đũa thép không gỉ. Đó thì mình xài cái đũa như vậy nó khá là khó ăn. May mắn là cái cửa hàng đồ ăn nhanh mình đặt đây thì nó lại có cái đũa gỗ. Nhưng mà có điều là uầy, cái lúc kiểu lật miếng trứng ra để ăn anh em ấy, vãi, lòng đỏ nó sống luôn anh em. Thế thôi tôi chẳng ăn nữa, nhưng mà đây, nói chung là review qua về cái món mì Tteokbokki, một cái món ăn khá là ngon ở Hàn Quốc, thì mình thấy là ăn nó cũng được anh em. Mỗi tội là có một điều đấy là vai, tại sao để trứng sống thế? Thật ra thì mình cũng có tìm hiểu trước rồi. Đó là bên Hàn Quốc này thì người ta còn ăn rất là nhiều những cái đồ sống nữa. Có thể là thịt sống này, cá sống này, rồi là bạch tuộc, mực sống này, tôm sống này. Thế nên là về cái việc mà lòng đỏ trứng nó sống là cũng là điều hết sức là bình thường. Riêng kẹo thì thấy nó tanh tanh anh em ạ, không thể ăn được. Thế thôi anh em. Rồi nha. Đấy, và nói chung thì mình mới qua bên này, thế nên là những cái món ăn Hàn Quốc thì mình chỉ ăn được mỗi kim chi. Nhưng mà kim chi thì mình lại không thích ăn lắm. Rồi nha mọi người. Đấy thì kẹo vừa tâm sự chia sẻ với anh em như vậy. Rồi đây, ngày hôm nay thì trong cái chế độ tử chiến này thì kẹo sẽ chỉ xài lục G18 để lấy top 1 nha anh em. Ui, vãi thật, áo cam à? Chú đùa anh đấy hả? Ui dồi ôi. Tình hình là trong cái game tử chiến này thì mấy thằng đồng đội mình mất mạng mất tiêu. Bên kẻ địch cũng thế đấy. Anh em thấy không? Này, kiểu 4v4 mà anh em chơi như kiểu là 1v1 tử chiến vậy. Trông nó rất là tếu luôn này. Đó anh em thấy không? Sao? Triple kill nhẹ nhàng lên. À mà sang bên Hàn Quốc này thì cũng khá là may. Các bạn thì mình biết fake IP sang Việt Nam, thế nên là chơi game nó vẫn rất là mượt. Và hầu như là không có sự trễ ping gì cả. Khá là ngon. Ok. Đấy, mang tiếng là chỉ cầm lục G18, trong khi là đồng đội này wifi gạch chéo này. Trông kiểu thi thoảng làm mấy trận tử chiến nó lại tếu vãi luôn. Rồi là mình cũng bận nữa. Thôi thì mai lên video đấu rank cho anh em xem nhá. Hôm nay thì làm vài trận tử chiến thôi. Rồi nhá. Thì mình còn chưa nhận lớp học nữa cơ. Cơ bản thì chắc là mai mình sẽ đi anh em ơi, để đóng nốt tiền, một số những cái tiền hoàn tất thủ tục nhập học và nhận lớp anh em. Úi dồi ôi, bên này nhiều trai xinh gái đẹp lắm. Đi học chỉ để ngắm gái là chính đó mà các ông. Thôi giỡn. Này, anh em thấy không? Game này thì mấy thằng nó trao máy hết mất tiêu rồi. Vãi thật. Chơi game kiểu uầy, giật theo điệu nhạc. Thôi, lại chúng mày. Đấm vỡ đầu luôn này. Từng thằng một này. Trời ơi. Thằng áo cam cũng trao máy luôn. Đúng lại mấy ông. Lại mấy ông thật luôn. Giống kiểu là mấy thằng chuyên vào tử chiến anh em ơi, chẳng để làm gì cả. Anh em thấy không? Đấy, khi cả trận tử chiến chỉ có mỗi mình kẹo trông kiểu ai. Ok, mua full lựu đạn
tí nữa mang qua hẳn nhà địch luôn, úp chúng nó. Chẳng hiểu sao hôm nay chơi game được cái trận game nó tếu vãi luôn nhở. À mọi người, thì mình đang ở Hàn Quốc rồi. Các bạn thì nói luôn với những cái bạn chưa biết, đó là mình sang Hàn Quốc để du học. Thì đây, qua đây anh em ơi, vô thẳng nhà địch và cầm lựu chơi chúng nó nhở. Nếu như mà các bạn thấy những cái video của kẹo hay thì các bạn đừng quên đó là hãy nhấn like và chia sẻ cho video nhé. Này, thấy không anh em? À các bạn ơi, lên đây làm tấm ảnh phát nhở, selfie này anh em này. Đấy, selfie luôn. Nào, trời ơi, ngon lành. Đây, bây giờ đến giờ khắc sinh tử của các bạn rồi nhá. Này, thời khắc sinh tử này. Sao? Quad kill nhẹ nhàng luôn. Kiểu như là mấy đứa này vào game chỉ để cho kẹo tỏa sáng vậy. Một trận đấu tử chiến phải nói là nhàn nhất cuộc đời mình từ trước đến giờ luôn. Ây, chẳng hiểu sao vào chơi game gặp ngay được cái trận mà... Thế là có 7 thằng boss trong game luôn. Ok, tình hình là chơi thêm trận nữa đi. Cái trận lúc nãy nó nhạt quá anh em ạ, kẹo đã kịp làm gì đâu. Thế mà mấy thanh niên chỉ cần đứng yên thôi. Rồi nha, để coi nào. À đây, ít ra là trận này thì còn có đồng đội mình chơi anh em ấy, không thằng nào mất mạng cả. À được rồi, ok. Thế này chơi còn đỡ chứ nhở. Chứ giống trận lúc nãy thì có khác nào mà kẹo tự kỷ không. Ủa vãi, lại một thằng gục. Cái kiểu đang chơi game ai lại đột tử thế này. Rồi nha, tôi chịu công đấy. Hình như là bên địch cũng mất một đứa thì phải. Nào, let's go. Ủa làm sao? Này, anh lại sợ chủ quá cơ. Tuổi gì, cầm lục chân luôn này. Ok, chúng ta có G18 và... Anh em ơi, thì ngày hôm nay kẹo sẽ thể hiện tài năng bắn G18 cho anh em xem nhé. Đấy, chạy đi em. Trời ơi, quá dễ luôn. Ủa ơi. Rồi nha, ok. Nào, thằng này nữa hả? Lên bản đi. Tuổi gì? Triple kill luôn, xì kẹo 3 kill. Anh em thấy nhẹ nhàng không? Hơi bị nhẹ nhàng luôn. Rồi nha, chúng ta đến với vòng 2/7 này. Vẫn là cây súng G18 luôn. Và mình khá là tự tin khi mà đã mua thêm giáp mũ cũng như là nấm cấp 3 nữa anh em ơi. Mua luôn 2 cây full luôn 200 EP. Các bạn thấy ngon không ạ? Rồi nha, 3, 2, 1 và let's go nào anh em ơi. Đây, tầm này thì chúng ta sẽ đi kiếm địch và kill chúng nó thôi. Mình là mình chẳng ngại gì cả, mình chạy thẳng qua nhà địch luôn cho chúng nó sợ, đúng không nào? Sao phải xoắn nhỉ? Ủa ấy, làm gì đấy? Thể hiện là chú muốn team up với team của anh á. Này, chạy đi em ơi, ai thèm team up với bạn này. Thế cho nó nhanh. Ok. Ủa ấy, thế nào? Lên trên này cơ. Anh lại sợ chú quá cơ, tưởng gì ở đây à? Nào làm sao? Ui, xong này nốc này. Yeah, ở đây lại có người hả? Trời ơi, chuẩn bị anh em anh vả nó luôn. Tôi phải đùa với anh đấy à? Này, làm sao? Uầy, vỡ đầu, xong luôn, thằng bé đứng yên luôn chứ lại. Thế thì, lại bạn luôn. Xì kẹo double kill. Ok, xong game 2. Hôm nay kiểu chơi game nhàn vãi luôn. Chúng ta đến với trận 3/7 đây. Vẫn là cây lục G18 luôn. Mình sẽ mua thêm cái bộ sửa chữa giáp cũng như là... Đấy, mua thêm nấm để chúng ta có thêm EP. Về phần lựu đạn cũng như bong keo thì kẹo sẽ không có sai. Cơ bản là đã nói với anh em rồi mà. Chơi chế độ tử chiến này thì một mình kẹo chỉ cần cây lục G18 là có thể là cân all squad được luôn anh em ạ. Cân all team luôn, lo gì. Đúng không nào? Rồi nha, chúng ta thẳng tiến. Kiếm kill thôi. Hello mấy bạn. À nhỏ siêu. Mấy bạn đâu rồi? Ở đây có ai không đây? Nào, hóng coi anh em. Ui, bắn nhau kinh thế. Rồi nha này, hai thằng treo máy luôn cả. Vãi này, treo máy này. Hạ đốt hai đứa nữa win này. Nào, đứng lại. Ủa ơi, thật kìa, bắn kinh thế. Đùa nhau à, bắn nhau kinh thế. Này, chuẩn bị lên bảng đi. Đùa nhau đi à. Đùa nhau đi à. Thằng cuối, mày đứng lại, nhanh. Đứng lại này, xong. Xì kẹo, quad kill, yes. Ngon luôn. Thế là xong vòng 3/7 rồi. Tầm này thì sẽ là một vòng cuối cùng của chế độ tử chiến luôn. Nghe nói anh em thích chơi tử chiến, thế nên là hôm nay dành luôn một video tử chiến cho anh em đấy nhá. Ok. Vâng thì anh em thấy chưa, kẹo đã có được một cây súng lục G18.
Tại sao mà kẹo không chơi súng khác? Đơn giản là cầm lục cân squat còn được thì cần gì phải xài súng xịn, đúng không nào anh em? Tử chiến này nó là một chế độ khá là dễ với kẹo luôn. Ok mọi người, let's go, chúng ta qua đây nha. Mình đã còn dư 3.200 tiền luôn nè. Đấy, trận này lại gặp mấy thằng trao máy rồi. Team mình thì có một đứa trao máy thôi, nhưng mà bên team địch là có tận hai đứa trao máy. Rõ ràng là mình có lợi thế hơn rồi. Nếu mà thua địch nữa thì các bạn thôi chắc nghỉ game sớm nhở. Đấy rồi, làm sao? Ủa mày làm sao? Ta lại sợ mày quá cơ, làm sao? Đứng lại. Nhanh, đùa nhau à? À đây rồi. Uầy, vãi thật, cái này là squad vết solo anh em ơi. À đâu, squad vết đua thằng này nữa này. Này, sao? Triple kill, win. Game hôm nay kiểu như là chơi tấu hài vậy anh em. Thôi nha anh em, bye bye. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé. Các bạn nhớ like và chia sẻ video giúp kẹo. Love my fan so much.